Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn về cái bài hoàn thiện của cái bộ logo, bộ nhận diện thương hiệu. Thì các bạn nhìn trên màn hình của mình nhé, đây là cái logo Ocean. Thì mình đang làm dở thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn triển khai cái bài như này. Có thể về cái góc độ nào đó thì cái ý tưởng của mỗi một bạn nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta làm có những cái phần quy chuẩn thì nó sẽ luôn luôn giống nhau. Ở đây, hôm vừa rồi thì trong một cái quá trình gọi là cái hôm trời mưa thì mình chợt nghĩ ra làm sao nhỉ? Đợt này Hà Nội rất là lụt, đúng không? Đại dương rất là nhiều nước. Cho nên, mình quyết định là làm một cái logo Ocean. Thì cái logo Ocean này, này thì mình lấy chữ O là chữ cái đầu tiên. Sau đó thì mình kết hợp với lại sóng biển của đại dương. Và sao nhỉ? Và mình có hình tượng con cá. Mình lấy hình tượng con cá để làm sao? Để làm về cho cái nhà hàng. Thì cái cách mình làm ấy là mình lấy luôn chữ O này. Tạo hình trở thành chữ O. Rồi mình lấy luôn cái chữ O làm tạo hình. Thì mình làm cái logo như sau. Đây. Mình phác họa lại cái đường nét của sóng. Thì tạo ra. Mình lấy những cái hay nhất của sóng thì tạo ra cái phác họa như này. Vậy thì để làm được cái phác họa như này. Đây là cái logo thành phẩm đấy nhá. Cái logo thành phẩm rồi. Thì các bạn cùng xem mình làm cái bài này nó như thế nào nhá. Đây chẳng hạn. Bây giờ mình tắt cái này đi này. Cái cách mà tạo hình nhá. Đây mình bây giờ chủ đề mình rõ ràng rồi này. Mình lấy chữ O đầu tiên, đúng không ạ? Mình lấy cái chữ O đầu tiên. Cái chữ O thì bây giờ mình dùng cái phím F mấy nhỉ? Bây giờ cái chữ O mình nhấn phím trong Illustrator thì mình nhấn cái phím L đúng không ạ? Mình nhấn phím L. Mình vẽ một cái hình như này. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh pen. Đây, chúng ta sẽ dùng lệnh pen ta bấm. Đó. Thì các bạn uốn như thế nào thì tùy các bạn. Rồi. Vậy thì cái quá trình mình uốn đây này. Cái đường line này đang rất là dày thì ta cho nó mảnh đi. Ví dụ này chẳng hạn. Nó chưa được. Rồi, ta cho nó tầm này chẳng hạn, đó. Ví dụ thế. Tiếp tục. Mình vẽ thêm một cái đường pen như này. Rồi. Vậy là chúng ta có hai cái đường pen như này. Vậy thì để tạo ra các lưới mà nó đồng bộ mà nó đều nó mịn như nhau ấy thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây nhá, cái cách mà tạo logo ấy là chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ các bạn sẽ chọn hai cái hình này lại với nhau. Sau đó là chúng ta sẽ vào gì nhỉ? Object, chúng ta vào Blend và chúng ta chọn Make. Phải tắt là Alt Ctrl B đúng không ạ? Phải tắt là Alt Ctrl B. Và chúng ta blend nó lại với nhau này. Nó sẽ ra ba cái. Vậy thì bây giờ mình kích đúp vào cái phần blend này. Ta sẽ tùy chọn cho nó nhiều hơn cái số lượng này. Đấy nhá, ta sẽ tùy chọn cho nó ví dụ khoảng 7 chẳng hạn. 7 tương ứng với 9. Ok này. Thấy không? Rồi. Thì các bạn lưu ý nhá, các bạn sẽ tùy chọn ở cái thông số này nhá. Đấy, tùy chọn thông số này. Thì chúng ta sẽ có này. Và bây giờ mình nhấn ok này. Vậy là bây giờ mình có cái đường blend cũng khá là mịn màng đẹp rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào sao nhỉ? Mình sẽ vào object nhỉ. Mình vào object mình expand nó ra. Mình vào object nhá. Object mình expand nó ra, mình tách nó ra mà. Thì expand nó ra cái bảng này thì chúng ta nhấn ok. Vậy là chúng ta có một cái bảng như này. Bây giờ tất cả cái này là đối tượng nhá. Rồi ạ. Vậy thì sau khi đối tượng thì bây giờ chúng ta để ý cái thang màu này nó đang chỉ là màu viền đấy ạ. Màu viền. Thì khi nó màu viền thì chúng ta làm nó chưa chuẩn lắm. Bây giờ mình sẽ chuyển nó thành màu nền bằng cách là chúng ta vào object, chúng ta chọn vào phần path, ta chọn vào chế độ gì? Outline Shaker. Khi các bạn bấm vào Outline Shaker nha, path nhỉ. Outline Shaker này. Thì đương nhiên cái chuyển viền của nó thành đường nền. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn để ý cái chỗ này là màu nền này. Đấy, màu nền. Thì chỉ khi cái màu nền ấy nó mới cắt được đối tượng thôi nhá. Màu viền thì nó sẽ không cắt được đối tượng. Rồi, vậy chúng ta có một cái hình như này, tạo hình như này. Mình xóa này đi nhá, tạo hình này. Bây giờ chúng ta đẩy cái này ra. Nhìn thấy ra đúng không ạ? Bây giờ mình có cái cụm này. Bây giờ mình sẽ để nó sao nhỉ? Để màu đen này.
Ok. Và bây giờ mình bỏ cái viền này đi. Nhiệm vụ của bây giờ mình dùng cái hình này để cắt cái này. Đó. Thì để cắt được nó, bây giờ mình cứ làm ra vài cái vì trong quá trình nó cắt có thể là sai. Chúng ta làm ra này. Chọn cái hình này và bấm vào đây ạ. Bây giờ chúng ta bật cái phần Pathfinder lên, ta cắt thử xem nào. Đó. Thế là nó cắt được ngay cho chúng ta đúng không ạ? Mình làm lại nhá. Xóa đi này. Bấm vào đây nhá. Bấm vào đây. Tất nhiên mình giữ lại cái đường này này. Để có thể mình sẽ làm phần vật liệu cho nó. Mình sẽ làm vật liệu. Rồi. Coi như đây là cái mô típ đồ họa các bạn nhé. Coi như đây là cái mô típ đồ họa. Mình giữ lại cái này. Vậy bây giờ chọn cái thứ nhất. Bấm vào cái thứ hai. Chúng ta bật cái phần Pathfinder này này. Đó. Và các bạn chỉ việc bấm vào đây thôi ạ. Đúng không? Các bạn chỉ việc bấm vào đây thôi thì auto nó cắt luôn ạ. Thế là chúng ta có một cái logo như thế này. Đúng không? Có cái logo như này. Có thể. Đây là có thể nhá. Thì cái logo này này, nó đang khác với cái logo của mình một tí. Thì tùy vào cái cách mà các bạn tạo hình như thế nào. Tùy vào cái cách. Có thể các bạn để như này chẳng hạn đấy. Nó cũng là một cách hay. Hoặc là các bạn có thể làm ngược lại. Cái của mình thì mình đang làm ngược lại. Đúng không? Mình làm ngược lại. Bây giờ mình lại. Đấy là phương án nhá. Một phương án. Rồi. Cái phương án này mình để như thế. Đây. Mình lại làm lại nhá. Bật Pathfinder lên làm lại. Rồi. Chúng ta có cái phương án này. Vậy thì tương tự như thế. Bây giờ ta chọn cái này. Bấm vào đây ạ. Bây giờ mình thử xem là thằng khác xem nó làm như nào nhá. Cắt thế này nó ra làm sao. Rồi ạ. Ungroup ra này. Đó. Ungroup ra. Vậy thì bây giờ ta xóa được cái thứ này đi này. Xóa được cái thứ này đi. Hoặc làm sao. Hoặc là các bạn có thể để như thế. Ctrl Z lại. Hai cái thằng này sao bấm lại với nhau. Chưa được đâu nha. Rồi. Bấm lại với nhau này. Ta dùng cái Shift M này. Các bạn có thể dùng cái thằng Shift M đây. Đúng không? Shift M đây. Sharpen Tool này. Zoom to này các bạn cắt kiểu này. Thì có rất là nhiều cách. Đó. Mình bấm vào cái ô này này. Đó. Bấm vào cái ô này nha. Đó. Chúng ta sẽ bấm vào những cái ô này. Thì auto nó sẽ cắt này. Bây giờ nó cắt xong rồi ấy. Bây giờ nó cắt xong rồi. Mình sẽ xóa thằng này đi. Đó. Thì đây cũng là một cách. Cách này thì nó sẽ làm cho làm sao nhỉ? Nó thoáng hơn rất là nhiều. Đúng không? Thoáng hơn rất là nhiều. Thì có rất là nhiều cách để chúng ta tạo hình. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sao thu nhỏ lại chúng ta nhìn nhá. Thu nhỏ lại nhìn này. Thì cả hai cái logo này đều có những cái giá trị riêng. Đây là một cái. Đúng không? Bây giờ mình có thể xóa tiếp cái thằng này đi. Xóa đi được. Và đây là một cái. Vậy thì chúng ta so sánh xem cái nào chúng ta thấy ưng thì chúng ta giữ lại. Vậy thì cái góc độ này thì cái bản này của mình đang thoáng hơn, dễ nhận diện hơn thì mình sẽ giữ lại nhé. Vậy thì chúng ta được cái này. Tiếp đến này. Và tại sao mình lại để nó màu xanh? Để màu xanh. Bởi vì màu xanh thì mình chọn cái màu xanh là màu của đại dương. Màu xanh là màu của đại dương. Thì chúng ta chọn cái màu. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Mình chọn cái màu này nhỉ. Chọn cả cái cụm này. Chọn cả cái cụm này nhá. Bây giờ mình nhấn Shift O đúng không ạ. Tạo ra một cái bản như này. Enter cho nó vào đúng cái khẩu A4 đúng không ạ. Rồi cho nó đều nhau. Ok. Vậy chúng ta có cái này. Bây giờ nếu như chúng ta làm chuẩn đó, chúng ta làm chuẩn. Thì mình sẽ đặt cái logo ở đây. Sau đó mình bấm vào đây một cái nữa. Cái bản này bản màu đen và cái bản này bản màu xanh chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì trong trường hợp chúng ta kéo ở đây. Cái thang màu ấy. Chúng ta đặt khoảng 60% chẳng hạn. Thì thường ở cái màu xanh in ra nó sẽ rất là đẹp. Vậy thì cái màu xanh này nó đang là màu rất là cơ bản. Chúng ta cần gì? Chuyển sang màu chuyển sắc. Thì chúng ta bấm vào đây. Đó. Ta kích đúp vào đây nhá. Ta để 100% xanh. Cái ô này gì? Kích vào đây ạ. Ta để nó khoảng tầm 40 thôi, 40 enter. Vậy thì các bạn sẽ có được cái dải màu xanh khá là mịn màng như này. Đó, khá là đẹp. Rồi đấy là cái phần quy chuẩn chúng ta tạo hình được rồi này, chúng ta tạo hình được rồi này. Thì chúng ta có cái bản như thế này này, đúng không ạ?
Bản này thì sau khi xong ấy, các bạn sẽ tạo ra cái phần ô như này. Ô như này. Vậy thì tạo ra cái ô như này bằng cách như sau này. Ta tạo ra cái ô này bằng cách như sau. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ nhá. Tạm thời tắt cái này đi. Mà thôi cứ để cái này thế được. Cho nó nhỏ nhỏ lại, mình làm cái lưới khác. Kéo này ra. Thì các bạn để ý trên cái ô này này, nó có cái phần rectangle. Ta bấm vào đây ạ. Đúng không? Bấm vào đây. Và mình kích đúp của nó. Mình sẽ để nó khoảng tầm 10 chẳng hạn, hoặc 15 chẳng hạn, 12 đi. 15 15 thì nào. Ok này. Rồi. Vậy thì ta kéo đây theo một cái chiều vuông nhất định. Chúng ta có một cái ô này. Đó. Và bây giờ mình sẽ để nó lưới này. Đấy. Rồi ạ. Thì chúng ta khi chúng ta làm xong logo ấy thì các bạn nên đưa vào lưới đã nhá. Đưa vào lưới xong đó chúng ta căn chỉnh thêm. Đưa vào lưới xong chúng ta căn chỉnh thêm ở trong này. Bởi có thể chúng ta làm nó chỉ là sơ bộ. Đưa xuống dưới này. Rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉnh này. Đấy, các bạn điều chỉnh này. Rồi, bây giờ nó mới chuẩn này. Lưới mà bao giờ nó phải ô vuông như này nó mới chuẩn các bạn nhé. Lưới mà không dạng ô vuông thì không chuẩn đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ, mình sẽ để cái line này mảnh lại và mình để cái màu nhẹ nhàng. Rồi ạ. Vậy thì bây giờ còn lại cái chữ. Bây giờ mình kéo ra một bản nữa này. Đó, kéo ra bản nữa. Mục đích là để cái chữ này vào thôi. Thì bây giờ mình có cái chữ này nhá. Bây giờ cái chữ này chúng ta làm một cái khác đi. Ungroup ra này. Có thể cái cụm này nó sẽ không chuẩn. Bây giờ mình tạo được cái chữ này thôi này. Đưa cái chữ này vào. Đưa cái chữ này vào. Bây giờ nó sẽ xảy ra cái việc là không chuẩn với nhau. Thì chúng ta cố gắng làm sao bám là chuẩn. Đây chúng ta bám vào cái đường này chẳng hạn. Đấy. Rồi ạ. Bây giờ mình sẽ kéo vào này. Nhấn góc mình kéo này. Rồi. Đấy. Thì nhá, chúng ta lưu ý này. Chúng ta lưu ý. Một cái logo chuẩn ấy, thông thường nó sẽ tính theo các cái ô lưới này. Ví dụ bây giờ mình bấm vào đây một ô này. Bấm đây ô nhá, ô này ô. Đó. Chúng to lên một chút để chúng ta nhìn cho nó rõ. Rồi ạ. Vậy chúng ta có một cái ô lưới này là ô lưới chuẩn. Đó. Tương ứng như thế, ô này là ô chuẩn. Có nghĩa là sao, nó bằng trên bằng dưới này. Rồi sao nhỉ, cái khoảng cách này nó bằng một cái này. Đó. Và sao nhỉ, chúng ta khi mà chúng ta làm lề ấy, đây là tỷ lệ an toàn nhé. Chúng ta lấy tầm này. Lấy tầm này. Đấy, bằng một ô này. Và lấy tầm này. Tương tự thế, cái thằng này chúng ta nhấn Alt ta xuống đây, chúng ta sẽ được một cái ô này chuẩn. Đó. Vậy là đây là một cái lưới chuẩn các bạn nhé. Đây là một cái lưới chuẩn. Vậy sau khi xong này, chúng ta có thể làm sao nhỉ? Bỏ bớt cái phần lưới thừa đi bằng cách là chúng ta sao? Bấm vào phím M để chúng ta vẽ thêm một cái đường như này đi. Thừa ra một tí cho nó sạch sẽ cũng được, không sao cả. Đấy, ví dụ này. Chọn đây ạ. Ta kích chọn đây. Kích phải và ta chọn gì? Clipping Mask ạ. Chúng ta có cái lưới như thế này, nó mới là cái lưới chuẩn nhé. Rồi ạ. Vậy thì đây là cái logo sau khi đã làm chuẩn rồi này các bạn nhé. Và sau khi mình làm chuẩn rồi thì mình làm những cái phiên bản ngược lại. Ví dụ như cái phiên bản là đây là này. Cái phiên bản này gọi là phiên bản âm bản nhé. Mình gọi chữ vào đây là phiên logo âm bản này. Rồi ạ. Mình sẽ cho nó nhỏ nhỏ thôi ạ. Ví dụ thế. Rồi. Và mình để cái màu nó nhẹ nhẹ thôi. Còn cái lại mà đục thủng như này này thì nó logo dương bản. À xin lỗi các bạn nhầm. Đây là logo dương bản. Còn đây là âm bản. Đó. Rồi ạ. Dương bản là nó sao? Nó nhiều màu và nó tách được ra, còn âm bản là nó đục thủng một cái gì đó. Đó. Thì đây chúng ta nắm rõ được một số cái này. Rồi đấy. Thì để chúng ta làm, bởi vì các bạn làm ấy, bây giờ các bạn đang làm các cái logo nó đang xảy ra cái việc là sao nhỉ? Rất nhiều màu sắc. Cái logo của các bạn nhiều màu lắm. Cho nên khi mà các bạn làm cái logo chuẩn ấy, các bạn nên đưa về dạng đơn màu như này.
các bạn đưa vào cái dạng đơn màu này thì các bạn làm nó mới chuẩn. Rồi tiếp đến ở đây cái phần màu nhá. Cái phần màu thì chúng ta có những cái hệ màu như sau. Ở đây cái hệ màu CMYK ấy, thì chúng ta cố gắng làm cái hệ màu nó chẵn như này 175. Còn cái hệ màu RGB thì nó bám theo thì có thể nó sẽ lẻ lẻ một tí, nhưng hệ màu CMYK nó phải chẵn như này. Thì để mọi người dùng mọi người nhớ tương tự màu đen vậy. Đó, đấy là cái quy chuẩn giải màu. Rồi sang một cái bộ gọi là bộ ứng dụng. Bộ ứng dụng thì ở đây thì với cái góc độ của mình ấy, thì mình đang đao sẵn một số cái hình này về. Đao sẵn một số cái hình này về. Thì các bạn khi các bạn làm ấy, các bạn có thể sao nhỉ, các bạn có thể tự làm. Tuy nhiên là chúng ta một số cái các bạn có thể tự làm, các bạn có thể đao về nhá. Ví dụ bây giờ chúng ta cái áo này chúng ta đao về xong chúng ta sửa đi này. Bây giờ mình ví dụ mình có cái hình này. Vừa giờ mình bảo sao nhỉ? Vừa giờ mình bảo lấy cái mô típ đồ họa này đưa vào này. Đấy. Và nó dùng cho cái mục đích này này. Đấy nhá, nó dùng cho cái mục đích này này. Chúng ta là dùng chính cái này tạo ra vật liệu đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất hay luôn. Rất là hay và rất là đồng bộ đúng không ạ? Đó. Và đây mình chúng ta có cái phần vật liệu rồi, đây gọi là cái mô típ đồ họa nhá. Bây giờ mình sao nhỉ? Mình có thể bây giờ mình dùng cái đường pen này đúng không? Mình dùng cái đường pen này này. Vẽ cái mô típ đồ họa này. Đó. Vậy thì chúng ta dùng các cái phần này là mô típ đồ họa, các bạn nên có một cái nét riêng cho cái logo nhé. Ví dụ thế. Chọn cái hình này và chọn cái hình này và ta kích phải ta chọn clipping mask, thế là xong đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta ở đây này, chúng ta đưa thêm cái đường line này này, làm cái quy chuẩn này. Đấy. Cái này gọi là mô típ đồ họa nhá. Bởi nhiều bạn không biết cái mô típ đồ họa nó gọi là cái gì đâu. Thì chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta gọi đây là cái mô típ đồ họa. Đó, mình sẽ ghi ở đây này. Mô típ đồ họa đặc trưng nhá. Xóa đi đi. Rồi. Mình sẽ ghi đây là mô típ đồ họa đặc trưng. Vậy thì chúng ta chỉ cần bám theo cái này là chúng ta có thể là thành cái bộ branding chuẩn rồi đúng không ạ? Mình sẽ bỏ viền cho nó bằng cách kéo phím sược X đảo viền. Thế chúng ta có cái mô típ đồ họa đặc trưng đúng không ạ? Và cứ thế bám theo thôi. Đó. Cứ thế là chúng ta bám theo là chúng ta có một cái chuẩn. Rồi. Vậy thì tiếp theo này này. Ở đây cái bộ ấn phẩm văn phòng của chúng ta nó có một số cái. Ví dụ như là danh thiếp. Hóa đơn chẳng hạn, cái hóa đơn thì mình đã làm đây rồi đúng không? Mình đã làm tạm đây rồi. Thế còn cái danh thiếp là cái thứ bắt buộc và cái phong bì đúng không? Bây giờ mình tạo ra một cái bản nữa này. Tạo ra một cái bản nữa. Thì chúng ta sẽ làm cái phong bì nhá. Bây giờ mình sẽ thôi mình làm cái danh thiếp trước vậy. Cái danh thiếp thì chúng ta sẽ làm với cái khổ là gì nhỉ? Xin lỗi các bạn, khổ 9. Ta bật cái Shift F8 này nhá. Chúng ta vào phần Windows, ta bật cái Shift F8 này này. Bật cái Shift F8 này lên để làm sao gõ thông số này. Transform này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gõ thông số vào đây là 90 ạ. Nhân với 55, Enter. Rồi. Chúng ta có cái danh thiếp như thế này. Và thông thường thì cái danh thiếp của chúng ta sẽ có hai mặt. Đó. Mình sẽ làm luôn hai mặt. Nhấn Alt, hai mặt này. Rồi. Ctrl G lại, chúng ta căn giữa vào cho nó. Align chúng ta căn giữa vào cho nó. Rồi ạ. Căn giữa vào cái vùng làm việc nhá, căn giữa. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Mình sẽ kích phải vào đó. Ở đây mình sẽ đổ một cái màu như thế này chẳng hạn. Rồi, chúng ta có một cái màu như thế. Vậy thì cái màu này của ta đang chưa được ưng lắm, mình nhá, nó đang trải từ bên này sang bên này. Mình không thích như thế, mình nhấn phím G này. Mình kéo một điểm. Mình bật cái chế độ này này nhá, kéo một điểm như này. Đấy, nó sẽ chéo này hay hơn là nó thẳng này. Thẳng này nó không hay đâu ạ. Nó phải chéo chéo này, hoặc là chéo trên, hoặc là chéo này. Thì tùy các bạn là chéo này. Rồi. Vậy thì chúng ta có cái này. Bây giờ cái logo này là cái logo chuẩn. Đúng không ạ? Cái logo này chuẩn.
Đây thì mình lấy cái này vì mình đã ấy rồi. Thì sao nhỉ? Cái danh thiếp chúng ta làm đơn giản càng tốt. Cái mặt đằng sau ấy chúng ta chỉ cần một màu thôi ạ. Cho nó xuống dưới. Rồi ạ. Bấm vào đây ạ. Căn giữa cho nó nhỉ. Vào phần align ạ, chúng ta chọn căn giữa cho nó. Chúng ta bấm vào một lần nữa này, căn giữa này. Đó. Thế thôi. Cái danh thiếp cái mặt sau chúng ta chỉ cần làm như thế thôi. Đừng làm phức tạp quá. Rồi làm sao nhỉ? Các bạn có thể áp dụng cái phần vật liệu cho nó. Đúng không? Có thể áp dụng phần vật liệu cho nó. Ví dụ thế này chẳng hạn. Rồi ạ. Mình để nó như thế này. Và mình bấm vào đây ạ. Bây giờ làm sao nhỉ? Mình sẽ nhân bản thêm một lớp. Vào phần đây. Mình sẽ tạo ra một bản như này. Rồi. Mình đây ạ. Bấm vào đây. Ở trong trường hợp này đang không bấm được đúng không? Xem nào. Ctrl Y không được. Làm lại này. Chọn cái hình này. Bây giờ cái hình này là chúng ta ăn group ra, chúng ta hàn nó lại với nhau. Weld nó lại này. Sau đó bấm vào đây ạ. Chúng ta ở đây nó không cho phép các bạn rồi, nó không cho mình chúng ta lấy được cái đối tượng này. Đúng không? Nó không cho mình lấy được đối tượng này. Vậy thì bây giờ mình đổ một cái màu. Đó. Và mình kéo này sang. Giảm tiêu opacity một lần nữa. Đấy các bạn thấy đấy. Bây giờ nếu chúng ta để này cũng được, hoặc là để màu chuyển, hay để này đi ạ. Chúng ta để cái logo ở đây, hoặc là logo ở giữa này. Tùy nhá. Hoặc là chúng ta có thể lật ngược lại cái này cho nó có thể đứng hơn ạ. Và chúng ta đặt cái này đây ạ. Đấy. Hoặc là chúng ta làm ngược lại. Nếu như này thì chúng ta đẩy cái logo đấy thì nó có vững chắc hơn rất là nhiều. Và cái này chúng ta để nó sâu hơn một tí, màu trắng đi. Trắng này nó không đẹp. Rồi. Và sau đó thì chúng ta làm xong, chúng ta làm sao? Tạo ra cái clipping mask này. Đó. Bỏ viền đi. Chọn vào nó và ta làm sao này? Kích phải và ta chọn clipping mask. Thế là chúng ta xong cái phần logo đúng không? Đẩy nó xuống một tí. Đó. Thì cái bố cục rất là chắc. Rồi tương tự như thế. Hoặc là sao nhỉ? Vẫn cái đường line này nhá. Bây giờ vẫn cái đường line này, chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta có thể làm kiểu như thế này. Pen nhá, vẽ lại này. Chúng ta có thể vẽ lại một cách này. Đó. Rồi. Cái đường line này nó dày, chúng ta chỉ cần dùng cái motif thôi mà. Motif thì nó có thể dày, nó có thể mỏng đúng không ạ? Nó có thể dày, nó có thể mỏng, tùy. Miễn là sao nó giống. Rồi, chúng ta lại dùng pen ta vẽ một cái đường này. Đó, thu nhỏ lại một chút để lên này. Rồi. Vậy thì chúng ta có hai cái này, ta bây giờ ta xóa này đi. Chọn hai cái này với nhau, chúng ta lại dùng lệnh gì nhỉ? Object chúng ta dùng blend và make. Bây giờ mình kích đúp vào đây ạ. Mình cho nó sao nhỉ? 9 ô 9 cái bước. Đó. Thì chúng ta có một cái hình này. Hoặc là các bạn có thể cho nó nhiều bước hơn. Chỗ này chúng ta cần phải xử lý lại cho này. Đó. Chỗ này chúng ta cần phải xử lý lại cho nó mềm hơn nữa. Rồi. Tương tự cái đường bên dưới. Chỗ này chẳng hạn. Rồi. Đó. Thì chúng ta làm như này. Đấy là cái cách mà chúng ta làm mà sao nhỉ? Cái đường line này rất là mảnh và cho nó xinh hơn rất là nhiều. Đó. Mình có thể di chuyển ở đây chẳng hạn. Hoặc là mình có thể tăng thêm cái số lượng này chẳng hạn. Kích đúp vào blend này chúng ta tăng thêm khoảng 10 chẳng hạn đó. Và bây giờ các bạn để như thế này nó cũng đẹp rồi. Hoặc là sao nhỉ? Hoặc là các bạn có thể để màu xanh thử xem nào. Đó. Thôi để màu trắng cho nó nhã nhặn. Màu trắng cho nó sang. Đó. Sau khi xong thì chúng ta có thể tạo ra một cái clipping mask như này. Tách ra như thế. Bấm vào nó. Và chúng ta chọn clipping mask. Thế là xong cái phần hình này đúng không ạ? Rồi. Cần thiết thì nếu giảm cảm thấy mà chưa ổn, chúng ta có thể giảm opacity nó xuống một chút bằng cách bấm vào đây. Đấy, chầm xuống tí. Rồi đấy. Tương tự như thế. Điều chỉnh lại một chút. Rồi cái phần danh thiếp này. Bây giờ tại sao mà mình yêu cầu các bạn ấy là cái phần danh thiếp các bạn luôn luôn phải làm sao?
cái logo phải rõ ràng mạch lạc. Đó. Nếu không thì bây giờ cái danh thiếp của các bạn không thể nhìn được đâu ạ. Đấy các bạn nhìn này. Bây giờ mình bấm vào đây nhá, mình nhấn y ngắn ở đây để mình lấy cái màu chuẩn này. Rồi chúng ta có cái màu chuẩn này. Vậy sau khi xong này, chúng ta có một cái quy chuẩn. Đưa cái này vào đây. Ví dụ thế. Chúng ta nhấn Ctrl R nhé, bật cái lưới này lên. Đấy, thì cố gắng là chúng ta ứng vào đây này, tầm này. Đấy. Tầm đấy là đẹp. Rồi. Sau khi xong, bây giờ mình sẽ làm sao cho nó gõ, ví dụ như mình gõ tên chẳng hạn. Rồi. Mình sẽ gõ tên để nó tầm này chẳng hạn. Chức danh là gì? Tổng giám đốc. Đó. Vậy thì ở đây nhá, chúng ta cái chữ này này, thường ấy nó sẽ là cỡ chữ 9 đến 8 gì đấy. Và nó có thể là bold. Còn cái chữ này này nó chỉ là 7 thôi. 7 đến 8 thôi. Có thể 8 nhưng nó không phải là bold nữa. Rồi. Đó. Các bạn có thể cho cái này tăng lên một chút cũng không sao cả. Có thể lên 9, enter. Rồi. Ông này sẽ có số điện thoại như sau ạ. 0987. Rồi. Email ạ. Ví dụ như là hải.nv@ocean. com.vn. Đó. Thường là cái email nó sẽ kiểu như này các bạn nhé. Rồi. Rồi bây giờ thì các bạn có thể để cái thông tin ở bên dưới này này. Mình sẽ căn chỉnh lại nhá. Căn chỉnh lại như này. Đấy, mình để này. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ ghi là nhà hàng rồi đấy, mình sẽ ghi nhà hàng Ocean này, này. Bởi vì chữ Ocean này mình đang lấy luôn cái chữ kia mà. Đó. Nhà hàng Ocean này, ví dụ thế nhá. Đó, Ocean này đúng không ạ? Địa chỉ ở bao nhiêu đó chẳng hạn. Số 25 Nguyễn Trãi chẳng hạn, Thanh Xuân, Hà Nội. Rồi hotline 0977888 chẳng hạn. Rồi ví dụ thế. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái website nhỏ nhỏ ở đây chẳng hạn. Rồi. Chúng ta sẽ có như này. Đúng không? Chúng ta sẽ có này. Vậy thì khi mà chúng ta có cái logo như thế này rồi, có cái danh thiếp như này rồi. Các bạn có thể tách ra. Cái chỗ này chúng ta cũng sẽ để nó to lên, hoặc là chúng ta vào phần typo chúng ta chọn chế độ trên, chúng ta bật cap lock lên nào. Và cái này chúng ta cũng thể để nó bold lên. Đó. Đấy. Và bây giờ mình bấm vào đây mình y ngắn này. Đó. Tương tự cái này thì nhấn vào y ngắn. Còn lại cái này chúng ta có thể để màu nhẹ nhàng thôi ạ, khoảng tầm 80% thôi ạ. Đó. Cái này cũng tương tự. Xóa đi nhá. Chúng ta kích vào đây ạ. Mình bấm vào đây mình sẽ để nó khoảng tầm 80% thôi ạ. Rồi 80, enter. Vậy là chúng ta xong cái phần danh thiếp đúng không ạ? Chúng ta xong phần danh thiếp, chúng ta có thể làm sao nhỉ? Để cái này ra cho nó cùng, đúng không ạ?
Rồi. Đây bây giờ chúng ta xong cái phần này, chúng ta có thể đẩy cái thằng này sang. Kéo thằng này sang. Đó. Mình kéo thằng này sang nhá. Mình làm xong rồi mình kéo thằng này sang này. Rồi ạ. Bây giờ mình sẽ đổi màu cho nó. Nó đâu nhỉ? Đây rồi. Kích đúp của nó mình đổi màu nhá. Bây giờ mình sẽ để nó màu ghi chẳng hạn. 10% thôi, 10 13%. Rồi. Đó, thì chúng ta sẽ có được một cái nhìn này. Hoặc là cái này chúng ta có thể lật ngược lại. Chúng ta có thể lật ngược lại các bạn nhé. Nhấn phím O ta lật ngược lại. Rồi. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra làm sao? Chúng ta có thể tạo ra cái phần danh thiếp. Đó. Hoặc là chúng ta điệu đà hơn nữa, chúng ta có thể tạo ra cái giải màu này cho nó đỡ nha. Đấy, nhấn phím với ngắn ở đây. Rồi chúng ta có cái giải màu này. Đó. Cái này bây giờ chúng ta chưa đổ được cái màu 70% thì 80% nhân tư. Rồi. Vậy là chúng ta xong cái phần này đúng không ạ? Bây giờ tương tự như thế. Bây giờ mình xóa này đi. Khi mà các bạn xong cái này chúng ta làm danh thiếp này. À, xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ làm thêm cái gì? Phong bì ạ. Vậy thì bây giờ mình xóa này đi nhá. Xóa đây này. Chúng ta sẽ có cái phong bì là bật cái gì nhỉ? Chúng ta bật cái kích thước của nó lên. Bật cái kích thước của nó lên, chúng ta sẽ gõ vào đây là 12 22 này. 12 này. Rồi ạ. Vậy thì đây là cái phong bì chuẩn nhé các bạn nhé. Cái phong bì chuẩn. Rồi. Mình sẽ để cái viền cho nó. Cái viền nó dễ hình dung. Thì khi mà chúng ta có cái phong bì rồi, bây giờ mình đẩy cái thằng logo sang này. Cái phong bì thường nó màu trắng các bạn nhé. Và cho nó vừa phải. Đó. Ví dụ tầm này chẳng hạn. Rồi ạ. À, chúng ta cũng sao nhỉ. Đẩy cái thằng này ra. Bởi vì chúng ta đã có cái họa tiết minh họa rồi thì làm mọi thứ nó dễ lắm. Đẩy cái thằng này ra nhá. Chúng ta đẩy cái họa tiết này ra này. Đẩy cái họa tiết này này. Cái này gọi là cái mô típ đồ họa mà nãy chúng ta làm thống nhất với nhau đó. Rồi ạ. Đấy. Cái này thì các bạn có thể làm sao nhỉ. Nhấn phím O ta lật ngược lại này. Rồi. Và bây giờ chúng ta có thể đưa cái thằng này vào này. Ví dụ để này chẳng hạn. Đó. Các bạn có thể để như này mà không sao cả. Rồi. Cái cụm này có thể cho nó to hơn chút. Cả cái cụm này chẳng hạn. Cái nhà hàng Ocean này chẳng hạn. Rồi. Bây giờ ta sẽ làm sao nhỉ. Bấm cái pen ở đây chẳng hạn. Đó. Hoặc là cái này có thể để đến đây nhá. Rồi, cho nó xinh xinh tầm này nhá. Đó. Cái này chúng ta làm sao? Chúng mình cho cái viền này nó to hơn chút nữa nhá. Tầm này nó mới in được. Bây giờ cái viền này này, mình sẽ tùy chỉnh cho nó nhá. Mình sẽ vào choker này. Mình bấm vào đây ạ. Cho cái đường viền này nó ít thôi. Đó. Rồi. Mình sẽ cho nó mềm góc một chút. Rồi. Và bỏ cái màu nền của nó đi. Bỏ màu nền đi, chỉ để màu viền thôi. Đó. Đây, bỏ màu nền đi. Rồi. Kéo nó xuống. Để ý khoảng cách nhá. Đúng không? Chúng ta để là 3 hoặc 4 thì tùy. 4 thì nó đẹp hơn, 3 thì đẹp hơn nhưng mà nó khó viết đấy. Bây giờ chúng ta thêm cái chữ tu đây. Rồi. Để cái chữ tu này to to tí. To đúng kích thước nhá. Đây chúng ta sẽ để nó sang 12 ạ. Rồi. Và để chữ thường thì không cần bold. Đó. Ta xem lại. Rồi, cỡ chữ này cũng in được rồi. Vậy thì chúng ta có cái phần danh thiếp, à xin lỗi, có cái phần phong bì. Cái phong bì này, cái đường line này. Chúng ta lại có thể để làm sao nhỉ? Để màu xanh ạ. Đúng không? Đó. Chúng ta có thể để như thế.
cho nó làm sao nhỉ, nó đồng bộ. Rồi cái đường line này, cái đường viết này này, các bạn thì có thể để nó nhẹ nhàng, có thể để nó khoảng 40. Rồi ok, vậy chúng ta xong cái phần phong bì. Cái phong bì bây giờ mình để cái viền nốt, cái viền màu xanh cho nó đồng bộ 40. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nắp nữa nhé. Mình sẽ để thêm một cái nắp nữa. Bây giờ cái nắp nó sẽ, mình sẽ làm thêm một cái nắp ở đây, một cái phong bì như này chẳng hạn. Chỗ này mình đổ màu trắng này cho nó các bạn nhìn được dễ dàng này. Rồi để xuống dưới, cái thằng này xuống dưới. Chúng ta sẽ làm cái nắp phong bì bằng cách là chúng ta kéo một cái đường này. Cái nắp phong bì chúng ta nhớ là nó 3 phân nhé. Cái chiều này 3 phân này. Ta bật cái này lên ta kiểm tra xem đúng chưa. Đấy, 3 phần này này. Đó. Và bây giờ mình sai bấm vào đây ạ. Với lại bấm vào đây ạ. Bo lại cái góc này thì đấy. Thì chúng ta có cái phong bì và chúng ta chỉ cần ấn y gắn nó đấy thôi. Thế là có cái nắp. Làm rất là nhanh. Được đúng không? Và điệu đà hơn nữa thì chúng ta làm sao này? Thêm cái website. Rồi. Chúng ta thế là chúng ta có cái phần này. Đây là cái cách của chúng ta nhé. Các bạn có thể làm các cái bài assignment cũng được. Hoặc là những bạn học ở bên ấy thì bên Tableau thì có thể làm cái phần có thể các bạn có thể làm cái đồ án kiểu như này đấy. Còn các bạn học bên FPT thì có thể làm sao nhỉ? Làm cái bài assignment. Rồi vậy chúng ta có cái này. Vậy tương tự như thế các cái phong bì còn lại chúng ta làm rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta có thể làm dễ. Việc còn lại của các bạn là làm cái poster. Thì với cái poster, thì buổi sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Cái poster thì buổi sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Trong cái quá trình mà các bạn làm ấy, có cái phần nào mà chưa nắm được hoặc là có lỗi gì đó thì các bạn có thể đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời nhé. Và chúc các bạn thành công trong cái quá trình mà các bạn làm. Thì mình sẽ up bài lên YouTube thì các bạn xem lại trên cái phần YouTube để chúng ta cùng nhau phát triển. Và nhớ đừng quên nhấn like và comment nhé. Cảm ơn và xin chào các bạn.